Xin chào các bác, em lên nhanh cho các bác cái cặp loa cây phục vụ cho bác nào mà thích kiểu vừa trưng bày mà vừa nghe nhạc. Đấy thì các bác có thể tham khảo cho em cặp loa cây Onkyo siêu VIP luôn. Đây. Đấy, loa cây. Con này là con 407F với công suất là 120W các bác nhá, trở kháng là 6 ohm. Cầu bắp chuối trục đồng. Thiết kế rất đẹp. Đây các bác nhá. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Cặp này thì các bác có thể là gì ạ? Vừa nghe nhạc mà vừa trưng bày cũng rất là thích các bác nhá. Lý do bởi vì là nó là dòng loa cây. Đấy, được thiết kế bởi cái gỗ bên ngoài nó là kiểu kiểu nó làm sơn si phủ bóng màu cánh gián rất đẹp các bác. Cái màu sắc nó tươi tắn. Chân đế to hai lớp, cực phêu luôn các bác nhá. Đây. Chân đế của nó là chân đế hai lớp. Đấy. Logo đây được gắn trên này nhá các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Chân dài miên man. Rồi, về kích thước thì em sẽ đo luôn cho các bác để các bác biết được cái kích thước bát cũng như chiều cao nhá. Đấy, hai bát một tép, tiếng oánh phê lắm các bạn. Con này nghe nhạc xem phim đều sướng. Về chiều cao của em này thì nó rơi khoảng là 97.5 các bác nhá. Đấy. Chiều cao là 97.5. Chiều rộng là 18.5. Và chiều sâu là 26. Đấy là về kích thước của sản phẩm. À, về bát nên em đo bát nhá. Quên mất không đo bát cho các bác. Con này thì bát của nó là dòng bát tiêu chuẩn là bát 15 các bác nhá, bát 15 cm. Màng carbon. Dòng gân cao su, tiếng rất giòn. Con này nghe sướng lắm các bạn. Các bác xem phim hoặc nghe nhạc rất là thích. Nó là những dòng loa mà cao cấp, thế nên là các bác nhìn giúp em này. Tất cả những cái ốc của nó đều là ốc lục giác hết. Đấy, toàn bộ là ốc lục giác. Từ tép cho tới bát đều là dòng ốc lục giác. Còn thông thường thì các bác để ý xem, những con loa đơn giản thì họ chỉ làm ốc bốn cạnh thôi. Còn những con loa nào mà nó chất lượng cao thì người ta sẽ dùng lục giác. Thứ nhất là về mặt thẩm mỹ là nó sẽ nhìn nó sang hơn nhiều so với cả ốc bốn cạnh. Và về cái tính kỹ thuật thì nó cũng chắc chắn hơn. Đúng không ạ? Chắc chắn hơn. Dòng này về thì có e căng đầy đủ hai trước cho các bác nhé. Đây, e căng đầy đủ hai trước em để đây nhé. Đây, hai trước căng. Đó, bác nào chốt thì để em test bàn giao. Bên em ship hàng toàn quốc, bất kể các bác ở khu vực nào, tỉnh thành nào, cứ nhấc máy lên alo là bên em sẽ gửi tận nhà nhé. Đấy, chỉ cần các bác thích thôi, cứ nhấc máy alo lên là bên em gửi tận nhà. Đó, thì bác nào mà lấy thì cứ alo cho em nhé. Em thì ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thoải mái. Các bác cứ nhận hàng, bóc ra kiểm tra thoải mái, không đúng hàng không nhận, được chưa? Đấy, không đúng như trên video không nhận. Bởi vì là hàng nhà em thì cũng chỉ có một đôi thôi. Đấy. Thế nên là bác nào nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái đi, thoải mái nhé. Riêng nhà em nhá, làm việc là rất đơn giản luôn. Khách hàng cứ nhận hàng, bóc ra kiểm tra thoải mái, đúng như trên video mới nhận hàng. Không đúng cứ alo lại cho em. Đấy, không có vấn đề gì cả. Bởi vì cái phương châm bán hàng nhà em làm sao mà để cho khách thoải mái nhất có thể. Đấy, hài lòng nhất có thể. Để đến khi các bác mà dùng các bác cảm thấy nó vui vẻ. Chứ còn mỗi lần mà nhìn đến cái loa lại nhớ đến cửa hàng mà phát ghét thì thôi. Làm ăn như vậy thì chỉ có mà đóng cửa sớm đúng không ạ? Nhìn thấy cái loa là phải nhớ đến Nguyên Audio. Và lại giới thiệu đến cho anh em bạn bè. Đó, với phong cách em bán hàng em nó như vậy. Tức là bán cho một bác nhưng mà nhờ bác đó lại có thêm nhiều khách hàng khác biết đến cửa hàng. Đấy, thế nên là người thật việc thật, hàng thật, chất lượng thật. Có sao nói vậy. Bác nào chốt thì em sẽ test đúng cái đôi này luôn. Đấy. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.